Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Học viện Đào tạo Âm nhạc Kun Academy. Mình là Linh Lan. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một ca khúc rất nổi tiếng của Mỹ Tâm đã sáng tác và thể hiện. Đó là ca khúc Đừng Hỏi Em. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau tập luyện với Tâm đôi thứ. Giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết bài nhé. Bây giờ mình sẽ hát mẫu trước 4 câu đầu nhé. Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu, đừng trách em vì sao giấc mơ tàn màu. Đừng hỏi em vì sao ngày đôi ta bắt đầu, một chiếc hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu. Rồi giờ chúng ta sẽ đi chi tiết từng câu một nhé. Mình sẽ đọc trước phần tiết tấu, sau đó chúng ta sẽ đi sang phần giai điệu. Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu, đừng trách em vì sao giấc mơ tàn mau. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi sang phần giai điệu nào. Đừng hỏi em vì sao, thẳng nốt nào. Đừng hỏi, 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 hơi luyến một tí nào. Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu. Các chỗ lại ta hát thẳng nốt nhé, cả câu đấy. Có chữ hỏi mình sẽ hơi luyến lên để cho cái chữ hỏi nó mềm mại thôi, chứ mình không thể nào mà hát là đừng hỏi em vì sao được, đúng không? Nào, giờ chúng ta sẽ đi cả câu này nhé. Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu. Tiếp nào. Đừng trách em vì sao giấc mơ tàn màu, tàn màu. Đừng trách em vì sao giấc mơ tàn màu. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi cả hai câu này lại một lần nữa các bạn nhé. Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu, đừng trách em vì sao giấc mơ tàn màu. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi sang câu tiếp theo nào. Đừng hỏi em vì sao ngày đôi ta bắt đầu. Các bạn thấy giống câu 1 đúng không ạ? Có đúng không? Cái câu này nó giống với giai điệu của câu đầu, nó chỉ khác về phần lời thôi. Đừng hỏi em vì sao ngày đôi ta bắt đầu. Nó giống ít xì câu 1 luôn. Tiếp câu tiếp theo nào. Một chiếc hôn nồng sâu, sâu luyến lên. Đã đưa ta về đâu, đã đưa ta về đâu, đâu. Luyến lên như thế nhá. Giờ chúng ta sẽ hát lại cả đoạn này một lần nữa các bạn nhé. Các bạn hát cùng với mình nào. Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu, đừng trách em vì sao giấc mơ tàn màu. Đừng hỏi em vì sao ngày đôi ta bắt đầu, một chiếc hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu. Giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang phần tiếp theo nhé. Mình sẽ hát mẫu trước cả đoạn luôn nào. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều em vẫn không thể quên. Lá thư nằm trên gối, dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh đã đi thật xa để em lại ngủ yên. Chúng ta sẽ đi chi tiết từng câu một nhé. Câu đầu tiên nào. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều. Giai điệu nào. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều. Mình đã. Chữ đã là nó lên cao, cái quãng nó thay đổi nhanh, quãng hơi rộng ấy. Cho nên là chúng ta sẽ
sẽ hát chữ đã luyến lên một chút xíu để cho nó mềm nhé. Mình đã thế yêu nhau thật lâu, thật lâu. Mình hứa, chữ hứa cũng giống như chữ đã. Mình hứa với nhau những điều. Hát lại cả câu này nào. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều. Tiếp nhá. Em vẫn không thể quên lá thư nằm trên gối. Em vẫn không thể quên thằng nốt nào. Lá thư nằm trên gối. Lá thư nằm trên gối. Trên lên xuống. Trên gối. Hát lại cả hai câu vừa rồi nhé. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều. Em vẫn không thể quên lá thư nằm trên gối. Mình sẽ đi tiếp hai câu còn lại nào. Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Cái câu này giai điệu nó lại giống cái câu mình đã yêu nhau thật lâu. Nó rất là giống. Nó giống về phần giai điệu, về phần tiết tấu, khác về phần lời. Các bạn để ý nhá, các bạn vận dụng luôn cái phần giai điệu và tiết tấu đó vào phần lời này nào. Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Các bạn hát luôn nhé. Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Tiếp nào, câu cuối nào. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Luyến chữ yên này. Yên. Luyến nhẹ thôi các bạn nhé. Còn các chữ còn lại chúng ta sẽ hát thẳng nốt. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Rồi rồi, các bạn sẽ cùng với mình hát lại một lần nữa cái đoạn này nhé. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều. Em vẫn không thể quên lá thư nằm trên gối. Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Rồi và giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 của bài. Mình sẽ hát mẫu trước một đoạn nhé. Một đoạn này sẽ có 4 câu nào. Đừng hỏi em giờ sao, giờ em như thế nào. Đừng cố va vào nhau nỗi đau ngày nào. Đừng trách em vì sao lặng im trong nỗi sâu. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Ở 4 câu này thì nó sẽ giống giai điệu và tiết tấu với 4 câu đầu tiên chúng ta đã từng hát vừa nãy. Nó chỉ khác về phần lời thôi, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết và các bạn sẽ vận dụng luôn cái phần tiết tấu và phần giai điệu của đoạn trước và đoạn này nhé. Hát cùng với mình luôn nào. Đừng hỏi em giờ sao, giờ em như thế nào. Đúng không? Giống, rất giống luôn. Tiếp nào. Đừng cố va vào nhau nỗi đau ngày nào. Có câu này hơi khác một tí nào. Nỗi đau ngày nào giấc mơ tàn màu. Nó không khác nữa đâu. Ở cái đoạn đấy nó chỉ nó cả cái đoạn này nó chỉ khác cái câu này thôi. Giấc mơ nỗi đau ngày nào. Lại nhá, chúng ta ra lại cả câu này nào. Đừng hỏi em giờ sao, giờ em như thế nào. Đừng cố va vào nhau nỗi đau ngày nào. Rồi, rồi chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo luôn nhé.
đừng trách em vì sao lặng im trong nỗi sầu. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Giống hết về phần giai điệu nhé. Rồi giờ chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo luôn các bạn nhé. Mình sang mẫu trước nào cả đoạn luôn. Ngày tháng trôi qua thật mau, giờ chúng ta cũng xa nhau. Em vẫn không thể tin lúc em đọc thư ấy, dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Ở cái đoạn này thì nó chỉ khác cái phần trước ở hai dòng lời đầu tiên thôi. Các bạn ấy hát cùng với mình luôn nhé. Ngày tháng trôi qua thật mau, giờ chúng ta cũng xa nhau. Em vẫn không thể tin lúc em đọc thư ấy. Đó, giờ chúng ta sẽ hát tiếp luôn hai câu sau. Hai câu sau thì lại giống cả về phần lời, cả về phần giai điệu cũng như phần tiết tấu luôn. Các bạn hát cùng với mình luôn nhé. Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. À rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau hát lại một lần nữa cái đoạn vừa rồi nhé. Cả đoạn luôn nào. Ngày tháng trôi qua thật mau, giờ chúng ta cũng xa nhau. Em vẫn không thể tin lúc em đọc thư ấy, dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. À, và giờ chúng ta sẽ đi sang phần kết và mình sẽ hát mẫu đoạn kết trước nhé. Đừng hỏi em vì sao, đừng trách em vì sao. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Đừng hỏi em vì sao, hãy hỏi anh làm sao nếu có quay về. Đến lúc nào anh lại xa. Giờ chúng ta sẽ đi chi tiết nào. Đừng hỏi em vì sao, đừng trách em vì sao. Thẳng nốt đấy các bạn nhé. Đừng hỏi em vì sao, đừng trách em vì sao. Thẳng nốt nào. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau đâu. Lớn lên. Nếu ta không còn nhau. Lớn lên nữa. Đừng hỏi em vì sao, hãy hỏi anh làm sao. Lại lặp lại cái giai điệu của câu vừa rồi. Các cậu đừng hỏi em vì sao, đừng trách em vì sao. Thẳng nốt hết và lặp lại giai điệu nhé. Đừng hỏi em vì sao, hãy hỏi anh làm sao. Tiếp nào. Nếu có quay về. Thẳng nốt. Đến lúc nào anh lại xa. Anh lại xa. Anh lại xa. Rồi giờ chúng ta sẽ hát lại một lần nữa đoạn kết nhé. Các bạn hát cùng với mình nào. Đừng hỏi em vì sao, đừng trách em vì sao. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Đừng hỏi em vì sao, hãy hỏi anh làm sao nếu có quay về. Đến lúc nào
anh lại xa. Và vừa rồi chúng ta đã cùng với nhau tập luyện xong ca khúc Đừng Hỏi Em. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ cho Kun Academy và cùng đón chờ những video tiếp theo trong thời gian tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!